Chào tất cả các bạn Hà Nội. Các bạn ở dưới đây có ai đeo mặt nạ không? Hôm nay chúng ta đến với Monsoon, đến với âm nhạc. Tôi muốn các bạn hãy bỏ tất cả những mặt nạ của chúng ta trong đời sống. Hãy quên đi tất cả những vị trí, địa vị và tất cả những khuôn khổ để thả mình chân thật nhất với âm nhạc. Sau đây là bài Mặt Nạ.